Rất vui mừng gặp lại các bạn ở trang nhà tin tức y học 2357. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ Lê Thị Kim Thanh, chuyên khoa y học gia đình và cũng là chuyên khoa và chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái đề tài cũng rất là nhạy cảm mà cũng rất là gây khó khăn cho chúng ta khi chăm sóc trẻ. Vậy các bạn lắng nghe sau đây nhé. Trẻ quấy khóc đêm, nguyên nhân và lời khuyên cho bố mẹ. Trẻ quấy khóc đêm là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình trong quá trình chăm sóc con. Trẻ quấy khóc thường xuyên làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bố mẹ, tinh thần đi xuống do mệt mỏi phải chăm sóc con. Hơn nữa, tình trạng này kéo dài là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh lý trong cơ thể của con mà bố mẹ cần phải cảnh giác. Video này sẽ cung cấp thêm cho thông tin cho phụ huynh về hiện tượng khóc đêm và các khắc phục tại nhà đơn giản và hiệu quả. Đầu tiên, chúng ta phải hiểu rằng khóc đêm của trẻ là như thế nào là bình thường. Trường hợp trẻ khóc đêm là một biểu hiện sinh lý bình thường ở trẻ sơ sinh, người được dân gian gọi là khóc dạ đề. Mỗi đêm trẻ thường có biểu hiện như là trăn trở này, khó chịu này, quấy khóc không ngủ được hoặc là có thể giật mình thường xuyên trong lúc ngủ rồi lại khóc thét lên. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng chứng khóc dạ đề xuất hiện ở trẻ sơ sinh cho đến 3 tháng tuổi, đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác hay là phương pháp điều trị cụ thể nào. Sau khi trẻ đủ 3 tháng tuổi thì sẽ tự ngừng khóc và không cần bất kỳ một phương pháp điều trị nào cả. Hiện nay có khoảng 30% trẻ trong độ tuổi từ 1 tuần đến 3 tháng tuổi mắc chứng khóc dạ đề. Dù phổ biến nhưng đây vẫn là một bí ẩn đối với nền y học vì chưa thể lý giải được vì sao trẻ hay khóc đêm. Nếu trẻ hay khóc đêm hoặc là khóc dạ đề liên tục và kéo dài, không chỉ có những tác động tiêu cực đến cơ thể trẻ mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của cha mẹ vì phải thường xuyên thức đêm mà lo lắng cho tình trạng của con. Đối với trẻ lớn hơn thì khóc đêm có thể do các nguyên nhân khác như là tiếng ồn này, nhất là âm thanh bất ngờ sẽ làm trẻ giật mình, tỉnh giấc rồi quấy khóc. Hoặc trẻ thường quen với hơi của những người thân cận, các mẹ thường ôm con ngủ, dễ để trẻ ngủ trong lòng. Thay đổi tư thế hoặc là mẹ rời đi sẽ khiến trẻ bất an, giật mình. Khi đó trẻ thường thức giấc và khóc. Mẹ nên nhanh chóng vỗ về tạo cảm giác an toàn cho trẻ để trẻ nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Ngoài ra, khi trẻ khóc đêm thường có những khó chịu trong người, có thể bị đói này hay là bị thức giấc và quấy khóc đòi ăn, hoặc là trẻ ngủ quá nhiều vào ban ngày thì sẽ giảm cái thời gian ngủ vào ban đêm. Một số mẹ cho trẻ ngủ quá sớm vào buổi giờ tối thì trẻ hay thức giấc và khóc vào đêm. Do đó, để hạn chế trẻ khóc đêm thì mẹ nên cho con ăn uống ngủ đúng hợp lý. Cho trẻ ăn no, không ngủ ngay sau khi ăn vì gây khó tiêu. Tránh để trẻ ngủ ngày quá nhiều, tạo thói quen giấc ngủ đều đặn vào ban đêm cho trẻ. Và thứ hai, khi nào khóc đêm của trẻ lại là bất thường? Thì các bậc cha mẹ có con nhỏ khóc về đêm thường xuyên trong thời gian dài thì cần đưa trẻ tới bác sĩ chuyên khoa để kiểm tra tình trạng sức khỏe của trẻ. Có thể trẻ khóc do cơ thể có những bất thường về sinh lý hoặc có thể là do một bệnh lý nào đó. Có cơ thể trẻ rất là nhạy cảm, do đó bất kỳ cái yếu tố nào bên ngoài tác động cũng có thể trở thành nguyên nhân khiến trẻ quấy khóc. Các nguyên nhân phổ biến khiến trẻ quấy khóc đêm là như sau. Tác nhân gây dị ứng. Mũi con bị ngứa ngáy, khó chịu khi môi trường xung quanh có khói thuốc lá, mùi hóa chất hoặc là nhiều côn trùng, hoặc là bụi phấn hoa hoặc là lông chó mèo. Và bất thường ở hệ tiêu hóa như con bị chướng bụng này, khó tiêu, đau bụng này là nguyên nhân khiến trẻ quấy khóc nhiều nhất. Đây cũng là dấu hiệu cảnh báo cho các bệnh đường tiêu hóa của trẻ nhỏ, chẳng hạn như trào ngược dạ dày thực quản, viêm dạ dày. Và con bị chướng bụng, khó tiêu, đau bụng là nguyên nhân khiến trẻ hay quấy khóc nhất. Và hệ thần kinh chưa hoàn thiện, dù chỉ tác động nhỏ bên ngoài cũng khiến trẻ giật mình, tỉnh giấc và trở nên quấy khóc. Rồi trẻ thiếu canxi, đây là nguyên nhân khiến trẻ hay giật mình khi ngủ, cùng với đó là cái dấu hiệu như mọc răng chậm này, da mồ hôi trộm này, rụng tóc vành khăn. Rồi con mọc răng, ba mẹ hãy thực hiện để kiểm tra răng miệng của con.
Khi con mọc răng, con đau nướu hoặc làm cho con ngủ không ngon hoặc cho nên quấy khóc. Thêm vào đó thì mọc răng cũng khiến con khó chịu, ăn uống kém mà bỏ bú và quấy khóc nhiều. Ban ngày hoạt động nhiều, như trẻ hoạt động quá phấn khích vào ban ngày dẫn đến tình trạng quá tải cảm xúc, có thể tạo những cơn ác mộng khiến trẻ giật mình và khóc ban đêm. Vấn đề này đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu về giấc ngủ của trẻ em. Và thứ ba là cha mẹ cần làm gì để trẻ khi mà trẻ khóc đêm. Thì trẻ khóc đêm nhiều khiến bố mẹ trẻ lo lắng, mệt mỏi, mất ngủ vì chăm con. Thế nên tìm hiểu cái việc trẻ khóc đêm có bình thường hay không là điều bố mẹ cần thiết lưu ý. Trước hết, khi trẻ khóc đêm nhiều, cha mẹ cần phải bình tĩnh để tìm hiểu rõ nguyên nhân, làm sao cho trẻ, vì sao mà trẻ khóc. Kiểm tra tã này, rồi cần xử trí ngay nguyên nhân tác động từ bên ngoài. Nếu không tìm ra nguyên nhân từ bên trong nhà thì cần đưa trẻ đi khám khi thấy con khóc đêm bất thường. Và khám y tế sẽ giúp xác định đúng nguyên nhân, xem trẻ có bệnh lý nào hay không, có thể hướng khắc phục triệt để. Nếu trẻ ngủ ban ngày quá nhiều thì đêm sẽ không ngủ ngon và sâu giấc. Do vậy, cha mẹ cần rèn cho trẻ ngay từ thuở sơ sinh thói quen ăn ngủ đúng giờ, kích hoạt đồng hồ sinh học trong cơ thể trẻ từ khi lọt lòng. Ngủ đúng giờ giúp trẻ ngoan hơn và bố mẹ cũng nhàn hơn khi chăm con. Cần đặc biệt lưu ý đến chỗ ngủ của con, chăn tã phải sạch sẽ, môi trường sống xung quanh thoáng đãng, ấm áp nhưng không quá nóng. Đây là điều kiện cần thiết để trẻ được lớn lên, được khỏe mạnh và cả thể chất lẫn tinh thần. Và thứ tư là biểu hiện khóc đêm ở trẻ. Đầu tiên là biểu hiện bình thường khi trẻ khóc đêm. Là với trẻ nhỏ 12 đến 16 tuần tuổi, tình trạng khóc đêm được xem là một trong những dấu hiệu cho thấy sự phát triển bình thường của con khi làm quen môi trường bên ngoài bụng mẹ. Vì vậy, với một người cha mẹ lần đầu không cần quá lo lắng khi con quấy khóc vào ban đêm. Tình trạng con khóc đêm sẽ bắt đầu giảm dần khi con được 4 tháng tuổi trở lên. Độ tuổi này trẻ bắt đầu thích nghi được môi trường bên ngoài, làm quen với bố mẹ cũng như chăm sóc con của mẹ tốt hơn. Biểu hiện khóc đêm bình thường là thỉnh thoảng hay giật mình khi ngủ, khóc thành từng đợt, thường sau 10 giờ tối hoặc 1 đến 2 giờ sáng. Mà biểu hiện bất thường khi trẻ khóc đêm thì ba mẹ cần chú ý, nếu tình trạng khóc đêm xảy ra thường xuyên hơn, kéo dài liên tục, ảnh hưởng cả sức khỏe tinh thần của gia đình thì đây có lẽ là dấu hiệu cảnh báo trẻ đang mắc bệnh lý. Những dấu hiệu bất thường của con quấy khóc ban đêm đó là trẻ hay tỉnh giấc giữa đêm này, giật mình liên tục này, rồi la hét. Hiện tượng này một phần là do hệ thống thần kinh của con đang trong quá trình phát triển, khả năng ức chế còn kém nên hiện tượng trẻ quấy khóc. Tuy nhiên, lý do chủ yếu nhiều là do con đang gặp vấn đề bất thường trong cấu trúc và chức năng của não bộ. Trẻ khóc dai dẳng kéo dài 3-4 tuần liên tục, ngày nào cũng khóc trên 3 tiếng. Và khi trẻ khóc thường kèm theo cơn đau bụng này kéo dài khoảng 1 đến 2 giờ đồng hồ. Do đó, khi nhận thấy con có bất thường một trong dấu hiệu trên, cha mẹ cần đưa con đến cơ sở y tế ngay để thăm khám, phát hiện kịp thời bệnh lý đang tiềm ẩn ở trong. Và trẻ khóc dai dẳng kéo dài 3 đến 4 tuần liên tục, ngày nào cũng khóc là dấu hiệu mà mẹ phải cần lưu ý nhất. Và thứ năm đó là hậu quả của việc quấy khóc buổi đêm kéo dài. Thì nếu mà trẻ khóc đêm ngủ không ngon giấc trong thời gian dài có ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe tinh thần của trẻ. Cụ thể như sau. Về khả năng nhận thức của con suy giảm đáng kể. Khóc đêm nhiều dẫn đến não bộ yếu dần, khả năng nhận thức trở nên chậm chạp hơn. Và tác động đến hệ miễn dịch của trẻ, trẻ dễ ốm và phát sinh những vấn đề không mong muốn nếu bố mẹ không có phương pháp chăm sóc con đúng cách. Ảnh hưởng đến đường hô hấp. Do trẻ khóc liên tục rất dễ dẫn đến đường hô hấp bị ức chế, ngừng thở và nguy cơ đột tử từ đó tăng cao. Hormone tăng trưởng cũng bị giảm sút đáng kể do trẻ chậm tăng cân và kém phát triển chiều cao. Ngoài ra, trẻ quấy khóc nhiều ảnh hưởng cả sức khỏe tinh thần của bố mẹ, người chăm sóc con, đặc biệt là mẹ rất dễ bị stress, mất sữa do phải thức đêm nhiều, từ đó sức khỏe của quá trình chăm sóc con lại không được đảm bảo. Và thứ sáu đó là cách xử lý. Thì cái giải pháp giúp cho bố mẹ khắc phục con hay quấy khóc ban đêm là phải mẹ cho con bú. Khi con khóc đêm rất có thể là do con bị đói, hoặc là mẹ hãy cho con một bình sữa ấm hoặc bú mẹ. Mẹ có thể giúp con quên đi cơn khóc bằng cách thay đổi núm vú chẳng hạn. Cho con đồ chơi thì bố mẹ giúp con cảm thấy an tâm bằng đồ chơi quen thuộc yêu thích của con.
sử dụng như núm vú giả này để con ngậm khi ngủ ngon hơn, hoặc là vỗ về trò chuyện với con. Bé giật mình quấy khóc là do cảm thấy bất an, vì vậy mẹ nên vuốt lưng con, hát ru con ngủ mới bớt căng thẳng hơn. Và mẹ vỗ về trò chuyện con để giảm tình trạng quấy khóc đêm. Thay tã lót khi cần, bố mẹ hãy giữ cơ thể của con luôn sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát, làm trẻ luôn cảm thấy dễ chịu, thoải mái, từ đó ít quấy khóc hơn. Hoặc là sử dụng bài thuốc dân gian. Một số loại thảo dược có tác dụng giúp trẻ ngủ sâu là như lá tía tô đất này, hoa lạc tiên tây và hoa đoạn lá bạc. Tuy nhiên, những bài thuốc dân cần hỏi bác sĩ để sử dụng như phù hợp hơn. Điều chỉnh chế độ sinh hoạt, một trong những nguyên nhân khiến trẻ thức giấc ban đêm là do con ngủ quá nhiều ban ngày. Do vậy, các chuyên gia khuyên bố mẹ nên tập cho con ngủ đúng giờ, ngủ trong phòng ánh sáng vừa đủ, thông thoáng, ít ồn và tránh trường hợp con bị tác động trong khi ngủ. Bổ sung canxi tự nhiên cho trẻ. Cơ thể của trẻ đủ canxi sẽ làm hoạt động trao đổi chất hệ thần kinh thuận lợi hơn. Con không còn hay bị giật mình khi ngủ nữa, ngủ sâu giấc và ít quấy khóc hơn. Và trẻ quấy khóc đêm, ba mẹ đừng quá lo lắng mà hãy áp dụng những lời khuyên trên. Trong trường hợp con quấy khóc kéo dài kèm theo dấu hiệu bất thường khác thì cho nên đi khám bệnh. Bài chia sẻ đến đây là hết rồi. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu các bạn yêu thích video này, like, share và comment, và nhớ nhấn vào nút chuông đăng ký để nhận video tiếp theo.